Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì sẽ tiếp tục là một tập mới của Road to Miss Universe. Và hôm nay thì thật ra tập này thì Vân không hề biết trước kịch bản là gì. Mọi người chỉ đưa dress code là mặc đồ sao thoải mái thôi. Nhưng mà... Ủa cái gì vậy? Quả tới. Quả tới mọi người ơi. Ủa tại sao có bản Việt Nam quay nót ở đây vậy? Rồi, có QR code luôn. Thử thách. Ai làm biên tập chương trình này vậy? Trời ơi. Tìm và đón các thành viên team nón lá. Thiệt hả anh? Tìm ở đâu? Nguyễn Trần Khánh Vân, Việt Nam. À, bây giờ thì Vân đang đi trên một chiếc xe rất là đẹp của Mercedes-Benz C300 AMG mới. Và đây là một trong những cái loại dòng xe gọi là cao cấp nhất của dòng C-Class. Và bây giờ thì mình đang trên đường đi kiếm hai người chị em. Trong suốt thời gian vừa qua thì những cái chuyến đi công tác của Vân, rồi mọi cái lịch công việc đi làm của Vân thì đều sử dụng chiếc xe này. Và mình cũng gắn bó với chiếc xe này một cái thời gian rất là dài, cho nên là mình cảm thấy rất là nhiều tình cảm và rất là thích. Với chiếc xe này thì có một điều thú vị là gồm 13 loa với công suất là 590W và hỗ trợ với cái tính năng với màn hình rất là đẹp, cũng như là rất là tiện lợi trong cái chuyện là mình chọn những cái bài hát nè, rồi bản đồ nè, rồi mình có những cái cuộc gọi mà mình gọi gấp mình có thể trả lời trên màn hình luôn và rất là tiện. Mà tại sao em lại không nghĩ cái chuyện là mình nên đón người chị, hai người chị em của mình từ cái nơi xuất phát ta? Đúng không? Tự nhiên nãy giờ mình chạy một vòng thật xa. Nhưng mà em nghĩ nếu như có thể đón được chị Môi Thủy và Hương Ly thì chỉ có... Chắc là ở một cái nơi mà có một cái hình rất là to về Việt Nam. Trời ơi, nãy giờ chạy quá trời chạy, đi quá trời đi, xa quá trời xa luôn. Cuối cùng nãy giờ mấy bạn gái đứng ở ngay cái bảng Việt Nam quay nót ngay công ty luôn mọi người. Ê, che váy lại mọi người, bận váy ngắn quá nè. Trời ơi, chị không tin được luôn, để đi xuống. Trời ơi, hồi nãy em không biết là chị đi đâu, em đi một vòng luôn, mấy vòng đi một vòng kiếm cuối cùng. Ôi, đi xạo quá, tôi đứng nãy giờ luôn. Ủa nhưng mà hôm nay sao cao quá vậy? Ủa đâu, ai cao? Ủa hôm nay dress code gì mà hôm nay mang giày gì vậy? Trời ơi. Ly nó rủ chị. Rủ chị chơi không sạch với em á. Ủa vậy thầy. Em không, chị không nói gì luôn. Ủa vấn đề là tâm linh tương thông nay mình lên tối là mình cũng thấy mình đi bóp chứ không hề nói trước nha. Ủa. Em đâu có biết, em chỉ nghe nói là hả mặc đồ strip tie thôi, quần jean. Em thôi, em đừng có nói gì từ chị vậy thôi, nhưng mà đấu bằng em nay là vàng nha. Không, vàng bé da. Giờ này sức khỏe không được khỏe lắm mọi người, bị bệnh gan. Cho nên là vàng người luôn. Vàng da, vàng. Đã vậy cũng rất là vui tươi, luôn vui tươi. Luôn vui tươi. Tại vì hôm nay gặp hai chị đó mới luôn vui tươi. Chị, nhưng mà em ngày hôm nay thật sự quay á là em không hề có kịch bản trước, cho nên là em cũng thật rất là bất ngờ. Vì sáng hôm nay á là được quét cái QR code thì em không biết là ngày hôm nay mình sẽ có thử thách gì hay không. Quét QR code nữa, thử thách nữa. Bắt đầu em thấy quả tới rồi. Ê, trời đang nóng nha mọi người. Mới được nghỉ xả hơi sau một thời gian quay Việt Nam quay nốt như gì là cảm giác bắt đầu sóng gió trở lại hả? Ê, ví dụ mà hồi đó mà có 3 team thì team thắng được 200 triệu, bây giờ có 1 team mà mình thắng thì mình có được tiền không nhờ? Ô, 30 ngàn. Không, nhưng mà trò này vẫn ngon. Okay, luôn. Ngày hôm nay thì em nghĩ là nhà chị em mình sẽ có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời về Việt Nam. Mà bây giờ mình đang ở Sài Gòn, mình đang ở Thành phố Hồ Chí Minh, cho nên em nghĩ là chắc là mình sẽ có những thử thách liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh, em nghĩ vậy. Ok. Thử thách nữa hả? Ok. Bây giờ chơi lên vậy, lên xe. Đó, hôm nay được ngồi xe xịn nha. We'll be right back.
Hôm nay chúng ta sẽ được thử tay nghề lái xe của Khánh Vân. Chưa gì em có chút hoang mang nhẹ, không biết sao đây. Không sao, nghe nói đến Khánh Vân chạy hội tốt lắm. Nhưng mà nãy em quét QR code thì không có nói gì hả? Không dạ biết không. Gì đến hả? Chị nói là đi tìm hai thành viên trong team Nón Lá là Mô Thủy và Hương Rồi bây giờ rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Rồi xong rồi đó, bây giờ là không biết đi đâu về đâu luôn, kịch bản sao biên tập gì tắc trách rồi trời. Phải có đường chỉ dẫn mình. Có khi nào giấu giấu cái gì không Vân? Dạ. Tình chị em bình lâu chút xíu đi. Không, em đâu có giấu nó thì chặng đầu tiên là hình như là cũng ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không chị? Đúng rồi. Trời, chặng đó là sợ nhất luôn á. Tập 1 của Việt Nam quay nó là chặng thành phố Hồ Chí Minh. Anh. Đó, được á chị, được, em thấy cô tè. Ok, rồi. Mà chặng đó là nhớ không, chị mượn đồ màu xanh rồi xong bên trong là nguyên một bộ đồ nữa mà trời, thời tiết là nó nóng. Tập 2 mình đi đâu ta? Mình đi Cần Thơ. Thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. Mọi người ơi, mọi người dừng chân đến tìm chúng em. Ninh Bình, tức nhất là Đầm Vân Long. Thôi kệ, bỏ qua đi. Mình hoan hỷ mọi người ơi. Mình chơi game mình hoan hỷ nha. Mình thiện lành nha. Thật sự là không có tưởng tượng được nó đẹp đến như vậy. Chỉ biết là đẹp thôi, nhưng mà ra ngoài trời lúc đó thì cái tập nó không muốn đuôi chút nào chị. Amazing luôn ha. Dạ. Mà đầm Vân Long quá đẹp. Tạo dáng luôn. Tạo dáng xuất sắc đẹp. Mặc dù là bối cảnh giống nhau, trên thuyền cũng giống nhau, nhưng mà tái hiện rất là nhiều hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam. Có cô nàng mạnh mẽ, độc lập. Đúng. Cũng có người rất là dịu dàng, nữ tính, trong cái nét đẹp của người con gái Việt. Vui. Trận đá banh của Bình Liêu em chỉ nhớ là bây giờ trên chân em có một vết sẹo giờ đá banh thôi. Ủa thiệt luôn á hả? Ừ, có một vết sẹo rất sâu luôn. Wow. Lúc đó chị đá chị té lộn nhau. Chắc là Mô Thủy là ấn tượng nhất Bình Liêu mình. Có gì đâu, bình thường. Cô bé Bình Liêu mà, cũng đá thôi mà. Kiếm trận spotlight. Rồi cái chuyện con gái sợ bóng là rất bình thường. Cái bữa trưa mà mình về khách sạn mình ngủ á, thành ra là bà này mà cười hoài từ sáng tới trưa luôn á. Em cười hoài luôn. Có gì đâu, chị làm trò cười. Em không ngưng được. Em không ngưng được, em lúc nào cũng cười. Ow! Chắc là wow, hay quá. Cái buổi chiều mà mình lên cái khu gì đó, khu đồi mà để cắm trại, gọi là gì ta? Bình chuẩn hả? Cao Ly. Đỉnh Cao Ly. Đỉnh Cao Ly. Mình trên đỉnh Cao Ly em thấy cái khúc đó cũng hợp mình xin. Thấy con bò đang trên núi. Rồi, nó đẹp. Một chục đứng ngang tầm với mây đúng không? Đúng rồi, đứng ngang tầm với mây. Bình Liêu nhớ một cái nó hát sông cò hả? Mọi yêu linh làng, làng linh mọi ơ. Dị thòn chiều chi chấm xa thàng, chiều chi chấm thàng hề còn mọi hết ơ. Ôi bà hát không quên được luôn á. Mà lúc quay ở đó cũng rất là ý nghĩa mà nhớ nha. Bên cạnh cái suối mà người dân á, họ ngồi hai bên bên bờ suối, họ nhìn xuống quá trời luôn. Họ chào đón mình rất là nồng nhiệt. Xong rồi có những người túc từ Quảng Ninh xuống tập, kêu là nghe nói hôm nay có đoàn xuống quay, thế là mọi người tới rất đông. Tới đông mà thấy em nói đợi đến 11, 12 giờ đêm luôn á. Mình quay về trễ nhưng mà mọi người vẫn đợi mình. Lúc đó thì có mấy thời gian đầu em cũng rất là áp lực, thực sự rất áp lực luôn, tại vì em thì mình nghĩ là mình cũng là người em thôi, mình đứng giữa nhưng mà mình không có biết là mình phải bắt đầu từ đâu á. Nhưng mà mình hiểu được là hai cái cô gái này rất là quan tâm đến nhau, rất là mến nhau, nhưng mà bản thân là đều rất là những người rất là thẳng tính. Phải công nhận là hai người đều rất là thẳng tính. Cho nên thành ra là khi mà hai bả mà bắt đầu đó choảng nhau. Em nói đúng mà, trời ơi. Em nói đúng. Lúc mà không có Ly á thì chị Thủy cũng phải là hôm nay không có con Ly, công nhận cũng buồn ghê, không có ai chửi hết. Ủa? Xong rồi không ai gây lộn cũng. Cái này đốt nhà nha, cái này đốt nhà nha. Cái này không phải là người em chia sẻ tâm sự nha, cái này đốt nhà nè mọi người. Rồi lúc mà không có mà Thủy thì và Ly bắt đầu là la lên than, rồi trời ơi nhớ Thủy quá, giờ gọi Thủy đi sùm lên đó. Với cả biết sao hôm nay ta, chị nhớ chị có coi cái thành hiệu Rock to Miss Universe của em là có chữ V là Việt Nam mới Vân. Vân Việt Nam Vân đúng không Vân? Dạ.
nên thành ra là chắc là tập này là cũng chị em mình xuất hiện là bởi vì để giới thiệu và quảng bá nhiều hơn về Việt Nam và về Hồ Chí Minh đúng không em? Dạ. Ô thật là may mắn khi được là khách mời trong một tập. Sorry Khánh Vân. Lần sau có thể thiếu sao được những người chị dành chân rồi trời. Không hề dành chân luôn. Không có, chắc chắc tại chị có tuổi nên ra chị không có biết được cảnh. Không phải em ơi, cái nào em làm cho ra trời em ơi, em diễn gì diễn cái nào cho sát diễn viên em xíu. Ủa hay diễn luôn hả? Ủa vậy là giờ đang cãi lộn nữa không? Đâu có cãi lộn, đang nói chuyện với em. Ủa, phải căng thẳng vậy đó. Bây giờ mình đang đi qua Hồng Thủ Thiêm nè mọi người. Em xin đi hoa cho ánh nắng ban mai, làm bao chàng trai nói bên ngoài. Có những thì phải nói rằng em cũng yêu anh bao nay người ơi. Thua rồi đúng rồi em ơi. Giờ còn không thuộc lời. Ủa mình được 9 điểm mới thua đâu chị. Ủa em có 3 đội mà mình hạng gì rồi. Không nhưng mà rồi? Đội người ta thuộc lời, người ta còn tới hạng 3 đó. À, mình được 9 điểm được rồi. Chính chị là người nói mình giải trí. Giải trí không? Không, cái đó là nói cứu cánh thôi. Nói cứu cánh thôi. Đúng không Vân? Dạ. 3 đội mà mình hạng nhì là đâu nó còn mình quá giỏi rồi. Mình em khóc đúng không? Đâu khóc đâu, mọi người cứ đồn hoài. Đó là những cảm xúc mà em nhớ lại của những ngày xưa nào đó của em đã cùng với một người mà đã từng quan trọng cuộc đời mình. Thì đó cũng chính mắt là cảm xúc cũng long lanh, chắc là nói đúng đấy, không phải xạo đâu. Chắc là nhớ lại chuyện tình ngày xưa. Và Ly đã khóc trong lúc tâm sự đó và làm cho mọi người trầm lại. Đêm non la rất là muốn gửi đến quý vị khán giả một bài hát có tên là Người dân ngược lối. Mình tiếp đâm trong ngàn thương nhớ. Bao lâu thì em sẽ quên kỷ niệm xưa trôi qua nhanh dù đã nhớ về. Ủa vậy là cuối cùng là Ly có khóc không Ly? Không có khóc, mấy bà bắt tôi dẫn cho ra câu chuyện được, ra câu chuyện mấy bà tự ý là rướm rướm nước mắt rồi. Bài hát của các bạn đã được 1 triệu like. Bây giờ hãy tìm một phong bì trên xe nhé. Ủa xe có nhiều thứ vậy Vân? Này hả? Không phải. Nửa hoài luôn. Có nào sau lưng em không? Đừng chơi vậy nha, đang chạy xe. Ai à, dạ. Gucci. Phong bì trên xe hả? Không có nha. EOS kêu có thôi mọi người. Đây là một trong những thủ tục rất là quen thuộc trong những tập của Việt Nam Why Not. Tôi sợ cái kêu có. Ta-da. Đồng ý. Hãy tìm và chụp hình check-in theo đúng thứ tự sau. Món ăn được gọi là cơm nhà nghèo. Cơm tấm. Tấm. Yeah. Cơm nhà nghèo. Đầu tiên. Cơm. Là tiền đâu? Cơm tấm. Cơm tấm. Cơm tấm. Cơm tấm. Đầu tiên là tiền đâu? Bây giờ em muốn ăn cơm mà có tiền. Ừ, không cho tiền sao ạ? Được sạch tiền mình đúng không các bạn yêu? Ủa, em có tiền hả? Em có nha, em đủ một phần em ạ. Ủa vậy? Ủa, nhưng mà Vân ơi, em kỳ của Vân. Đầu tiên mà không mấy tiền đâu, có sao ăn? Vâng, cái phút này là chị... Tại vì cái tờ tiền chị quên rồi, chị quên mang tiền rồi. Chị quên, phút này chị quên mang tiền rồi. Em chỉ có một trái tim ấm áp. Chị thấy vòng vàng nhiều á, chị thấy vòng vàng cũng nhiều á. Mình đổi được không ta? Chị cần một trái tim ấm áp của đàn ông cơ. Sẽ chụp với dĩa cơm tấm, nhưng mà mình chọn là dĩa cơm tấm ở đâu nè? Cơm tấm bãi rác. Nó bãi rác không? Giờ chưa mở. Giờ chưa mở. Bây giờ mình qua cơm tấm thanh niên đi. Bây giờ để có một tấm hình đẹp với lại cơm nhà nghèo á thì mình vô cái quán thanh niên ăn đi. Tại vì cái quán cái dĩa đó rất là, nhìn rất là ngon. Và cái background nó cũng đẹp nữa. Giá hơi mắc thôi nhưng mà không sao. Cơm không trả tiền lọc. Đâu. Yeah, mình cơm trả tiền. Comment sẽ bao hai chị đi. Đừng bao giờ nói chuyện tiền bạc với Vân. Chị Thủy, bây giờ mình đi ăn cơm tấm thanh niên hả chị? Ừ. Ủa rồi còn tôi đâu? Ở đây có mình chị Thủy hả? Bộ không cho tôi đi ăn. Xe nó. Nó muốn làm gì nó làm. Ừ thôi. Ủa vậy hả? Ủa hay quá vậy. Ủa có quẹo đây không? Nói nữa. Muốn quẹo sao quẹo? Xe em mà. Ừ.
em gọi trái cũng được, em gọi phải cũng được, em đi luôn cũng được. Ủa có cho đi không vậy? Trời ơi, cơm tấm là một trong những món ăn mà nói là tuy hơi nhà nghèo nhưng mà ngày xưa khi mình làm sinh viên cũng thèm lắm á. Ở đó mẹ chị bán cơm tấm á. Ủa vậy hả? Ừ, mẹ chị nhiều nghề. Mẹ chị bán súp, bán cơm tấm, bán nhiều nghề. Thường á, khi mà mình sát gạo á thì sẽ có hai phần. Một phần là phần gạo nguyên, hạt gạo còn nguyên thì người ta sẽ thường gọi là bán, người ta bán đi. Còn cái phần tấm á, phần sót lại là phần gạo bị vụn á, thì người ta đem lên người ta nấu cơm, người ta bán này. Thì em nghĩ đó là cái việc nó phát sinh ra cái tên là cơm tấm. Là từ cái phần bụng của gạo để có thể nấu lên, thay vì nấu một cái nồi cơm gạo thơm ngon như bình thường. Kìm lại. Yeah. Nghe rồi, chụp. Xong ăn liền đi, nó buồn quá. Rồi ok. Giới thiệu với mọi người, đây là cơm tấm thanh niên. Rồi. Không dừng nữa. Chả cũng ngon lắm chị. À, đúng em mới cảm giác mà vừa ăn mà mình cắn vô cái mỡ nó tứa vô cái miệng mình. Mình cắn vô cái nước mỡ tứa vô cái nó làm cho tiếng nước bọt của mình tràn. Đối với người phương Tây thì đây là món ăn rất kinh dị. Hút dịch lộn. Ngon. Yeah. Dịch lộn. Nhưng mà cái con phải to nha. Nhưng mà em thích ăn lòng đỏ hay ăn con? Nhưng mà em ăn cả hai luôn. Yeah. Nhưng mà thích chọn lòng đỏ. Nhưng mà em thấy là ví dụ như ngoài hộp dịch lộn ra có những cái món mà của Việt Nam mình mà người nước ngoài rất là sợ, ví dụ giống như là sầu riêng nè. Đuôn dừa. Còn một cái nữa tiết canh. Tiết canh nha. Yeah. Tiết canh là người nước ngoài sợ lắm nhưng mà ở Sài Gòn á, đặc biệt Sài Gòn là thường có một cái quan niệm về hộp dịch lộn nha. Mỗi khi mình xui á mình ăn số lẻ. Dạ. Để mình xả xuôi, ăn xong là mình đặt xuống, đặt dưới chân mình dặm cho nó nát thì mình sẽ xả bớt cái xuôi đi. Nếu mà mình không dặm cái vỏ cho nó nát thì sau đó sau này á mình chết á mình ở dưới dương mình sẽ lấy cái đó mình múc nước để mình xài. Múc đúng không? Mẹ mình rồi đó nói. Ủa? Con ăn cơm có dặm cái vỏ nha, con mà không có dặm cái vỏ là sau này con xuống diêm vương con lấy cái đó múc nước con xài. Ồ vậy là giờ mới biết cái vụ. Là múc muốn gọi đầu là múc chết luôn. Chơi nhìn hình đấu chữ nè. Đâu? Xương, sắt, trứng hả? Cái này là cái xương đúng không? Xương nè. Xương. Sắt. Xương, sắt. Trứng. Trứng, sắt, xương hả? Ủa đi em coi cái này coi. Đâu cho em coi thử đi, cho em coi thử. Xương, cái này inox, hả? Inox, sắt. Cái đó em cái hình thứ hai biết là gì á? Sắt. Thép hả? Thép. Cái đó cái hình thứ hai là gì ta? Cà phê trứng đúng rồi nè. Xương là canxi hiểu không? Cái này là canxi. Sắt là Fe là cà phê. Cà trứng là cà phê trứng nha mọi người ơi. Cà phê trứng thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì khác, còn ở Hà Nội thì khác, mỗi nơi nó sẽ có những cái hương vị đặc trưng riêng. Nhưng mà cà phê trứng ở Sài Gòn thì em nhớ là có một cái địa điểm là ngay gần bờ sông á, đúng không ta? Đối diện cái tượng Trần Hưng Đạo. Bên sông Bạch Đằng hả? Dạ đúng rồi, bên hông có một cái quán ghi là cũng là cà phê trứng rất là lớn. Mọi người ơi. Đúng rồi.
mỗi ngày tại nơi có màu đỏ và trắng. Nhà thờ. Nhà thờ. Nhưng mà nhà thờ không có nhà thờ đỏ đỏ trắng. Tự phải suy nghĩ. Này có thể là nhà chùa đỏ trắng. Nhà chùa có rung chuông có mà. Có chuông chùa mà. Màu đỏ màu trắng. Càng. Nhà thờ Tân Định. Nhà thờ Tân Định màu hồng mà. Thì giữa màu đỏ trắng pha lạ thành màu hồng. À đúng rồi. Đúng không Tiếng Dương? Tại nơi có chiếc nón lá khổng lồ. Phố đi bộ Bùi Viện. Cái này á. Cái này bà cái nón lá rất to luôn á. Ở đâu ạ? À? Ở đầu đường á. Ở đầu cổng á. Ở đầu cổng có hai cái nón lá đôi đó. Phố đi bộ Bùi Viện. Đây. Cái bên kia. Đâu? Bên này. Ờ vậy hả? Cái khúc này là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Còn kia phố đi bộ Bùi Viện. Lại cãi lộn. Không, đang trò chuyện. Ủa em sao vậy con? Bây giờ mới là cãi. Liên quan gì tới em? Em lái xe đi. Cái bộ Bùi Viện. Nón lá. Nón lá luôn chị. Biểu tượng của team mình. Chụp bên đó rồi. Tháp Chăm giữa lòng thành phố. Ủa phải không ta? Giống như cái tháp vậy đó. Ở công viên Tao Đàn phải không ta? Không phải, công viên Tao Đàn không phải. Đúng không? Mai mai mà. Không là anh. Em biết nghe nó nói ra. Đó chính là đây. Công viên Tao Đàn. Em đã phát hiện ra chỗ này là bởi vì bình thường vào mỗi buổi chiều em đi xe và em bị kẹt xe. Em đi xe ra. Em thấy vô được trong đây luôn. Không, hả? Em kẹt bên kia cái em nhìn ra thì em thấy xa vậy? Xa nó có một cái gì đó. Chết rồi. Thì sau này mới biết. Nhưng mà em thấy được một điều là hầu như ở tất cả các công viên của Sài Gòn thì đều có những cái điều rất là đặc biệt. Mỗi nơi sẽ có những cái điều đặc biệt riêng. Đẹp quá. Đây giống như kiểu là một mô hình tháp chăm thu nhỏ hả? Biểu tượng xây sống của làng người mẫu Việt Nam. Võ Hoàng Yến. Đây là có một cái là chụp hình chị Yến hả? Đúng rồi. Mới nạp 50 ngàn. Ủa trời, chị xíu nữa mình giải chi vô Vân lo. Kêu... Mới nạp 50 ngàn. Giờ kêu gọi luôn hả? Gọi luôn đi. Gọi luôn á chị. Trời ơi. Chị nghe thôi. Chị ơi, chị nãy nhạc nền gì ghê. Ý là bài hát nó hay nhưng mà nó không hợp với hình ảnh chị á. Cái gì má? Chị nghe nè, lát nữa em tham gia cái thử thách em chụp hình với chị á. Thử thách nào? Gì? Chuẩn bị Việt Nam quay nóng mùa 2 á chị. Việt Nam quay nóng mùa 2. Yeah. Việt Nam nói thì đóng mà hiểu chứ chưa. Không, ý là em đang chơi một cái game show thì lát nữa qua chụp hình chung với chị, nhưng mà ý là quay giống như cạn dạng TikTok thôi. Được không? Lát em qua quay chị đó hả? Khi nào? Chút xíu à. Bây giờ thì qua lớp chị. Qua lớp chị hả? Ok, ok. Không, chị có lớp dạy 3 giờ qua lớp chị. Nhưng mà đừng có làm lồng lộn nha, đơn giản thôi. Tại vì tụi em không có make up này nọ gì hết á. Không make up gì luôn. Ờ, nhưng mà ý là đừng có bận đồ lồng lộn mà không có lồng lộn thế nào má ơi. Ờ, tại vì để mặt mộc luôn nha chị, tại nay tụi em cũng không có làm gì hết trơn. Ờ, tại tụi em đơn giản lắm. Tại sao mà tụi đơn giản là tụi chặt tụi đi tụi chuẩn. Không. Không có, quên chặt luôn thiệt. Chị đơn giản thì không mà. Ok chị, chút mascara xíu thôi được rồi. Ok nha, lát gặp chị. Biết lớp gì chưa vậy? Chưa. Thôi trời ơi, té. Chị. Hello. Trời ơi, em đi bền coi. Hồi nãy gọi điện xin rồi, vô lại lên. Trời ơi, cái gì đây? Rồi, có hình đẹp rồi đó. Rồi, cảm ơn. Rồi, sao bây giờ hả? Ngày hôm nay thật sự mà nói thì cảm ơn hai đồng đội của em, chị Mô Thủy và người yêu Hương Ly rất là nhiều, là bởi vì đã cùng với em trên cái hành trình đến với Hoa hậu của Thế giới. Và ngày hôm nay thì cũng có một cái khoảng thời gian bên nhau, tại vì mình cũng đã hẹn nhau rất là nhiều lần nhưng mà lại bị lỡ hẹn. Cho nên đây cũng là một cái dịp để mà chị em mình có thể
bên nhau, bên nhau đi chơi ăn uống và tất tần tật mọi thứ của thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà quê của hai chị em mình. À dạ, yeah, đúng rồi. Và nơi nuôi sống và làm việc của con người này. Dạ. Yeah. Và em rất là hy vọng rằng hành trình này sẽ thật là nhiều kỷ niệm bởi tập này Mai Việt Nam, nơi mà có ba chị em của mình. Yeah. Bây giờ đã hoàn thành xong 7 bức hình rồi, nhưng mà thực chất là Thủy, Khánh Vân và Hương Ly cũng muốn là khoe với mọi người ở thành phố Hồ Chí Minh đẹp cỡ nào, và đặc biệt hơn là muốn cái chặng hành trình đi thi của Vân càng ngày càng tốt hơn. Và hy vọng rằng trong cái tháng 5 vừa sắp tới đây thì Vân sẽ cố gắng hết mình, nhiệt huyết, và chị luôn luôn tin rằng là chỉ cần là chính mình là xong rồi, em cứ cháy hết mình trong cái cuộc thi đó là được rồi. Và hy vọng rằng mọi sự áp lực, căng thẳng mà các fan đang hâm mộ và trông đợi Vân á thì chắc nó sẽ có, nhưng mà đừng làm quá nhiều để cho cô bé của tôi đi thi đi. Rồi xong rồi về muốn nói gì cũng được nha. Dạ, cảm ơn chị nha. Nói chung là lời cuối cùng là chị mong là chúc cho Khánh Vân thật là nhiều may mắn, để sức khỏe và đặc biệt là luôn tươi tắn và vẻ như hiện tại. Và chị tin chắc rằng đây là cái điểm mà em sẽ luôn tỏa sáng ở bất kỳ đâu. Đúng rồi. Mọi người hãy cùng theo dõi ủng hộ cho chặng đường của Rock to Miss Universe Khánh Vân nha. Mình có ba người vừa đúng nét đôi mươi, những chiều mây lưng trời tầm mắt hướng xa xôi. Ngày sau một hai trong ba đứa không chung đường, chắc nhớ nhau nhiều lắm. Chào tất cả mọi người, nối tiếp với tập Mai Việt Nam thì ngày hôm nay thì Vân đang đến một nơi mà Vân nghĩ rằng á, du lịch thì không thể nào thiếu đi, đó chính là biển. Và với nơi đây thì Vân tin chắc rằng sẽ một lần tất cả chúng ta đều có những cái kỷ niệm gắn bó với tuổi thơ, hay là Vân cũng như vậy, đó chính là biển Long Hải. Ngày hôm nay thì Vân lại tiếp tục trên cái con xe yêu mến cùng với Vân đi khắp mọi nẻo đường. Từ khi mà mình đang quay cho đến tận bây giờ, và mình có thể đi đến những cái nơi mà mình thích. Và Vân sẽ chọn một cái nơi nghỉ dưỡng cao cấp rất là tuyệt vời, đó chính là Cham Resort Long Hải. Xin chào tất cả mọi người, bây giờ Vân đã đến với Cham Resort Long Hải. Và sở dĩ là Vân lựa chọn Cham Resort Long Hải là bởi vì nơi đây là một trong những cái nơi vô cùng tuyệt vời. Nơi đây là một trong những nơi có vị trí vô cùng đắc địa, chúng ta có thể dễ dàng di chuyển ra trung tâm rất là gần và không tốn quá nhiều thời gian. Và nơi đây cũng gần với lại sân bay Long Thành trong tương lai nữa. Và cuối cùng, một cái điều mà Vân nghĩ là đi biển thì không thể nào thiếu được, đó chính là một bãi biển dài vô cùng đẹp và rất là tuyệt vời. Mình không thể nào chờ lâu, mình sẽ mở ra xem. Biển đẹp quá mọi người ơi, bây giờ mình phải thay đồ và đi xuống dạo biển liền lập tức, không thể nào đợi lâu được nữa. Xin chào mọi người, lại là Vân đây. Ngày hôm nay thì Vân đã chuẩn bị cho mình một chiếc đầm rất là đẹp, một outfit thật là lộng lẫy, mọi người có thể thấy. Không biết với outfit này, đố mọi người Vân sẽ đi đâu? Đi ăn ốc nha. Và đi biển thì chắc chắn là không thể nào thiếu đi được những món hải sản vô cùng tuyệt vời như thế này. Và Vân nghĩ là đã gọi là trải nghiệm về du lịch thì chắc chắn không thể nào thiếu được ẩm thực. Và ngày hôm nay thì Vân quyết định đến một cái nơi gần, rất là gần với lại Cham Resort Long Hải, để mà mình có thể có những cái trải nghiệm về ẩm thực cũng như là hải sản. Côi cô, cho con bạch tuộc này. Rồi, một con bạch tuộc. Dạ, với lại một con ốc. Dạ. Một con sò.
Dạ, hôm nay cô quyết định thực đơn luôn cho con. Cái này cô nướng xong rồi cô cũng ăn ở đây hay là cô mang đi? Dạ, con sẽ đem cái này ra ngoài biển rồi. Rồi, dạ. Rồi cô đem, cô làm cho đẹp con đi. Dạ, em cảm ơn cô. Ôi, có đồ ăn rồi. Ủa rồi cái này bự vậy luôn á hả? Vân sẽ review về ăn uống, nó giòn giòn. Giống như ở dưới này nó có cái răng mực á, cho nên ăn nó sực sực. So deep mọi người ơi. Mình cảm thấy rất là thư giãn bởi vì mình ăn tận hưởng cái phút giây này. Trước mặt là biển với mấy chục con người xung quanh. Nên rất là tuyệt vời. Tuyệt vời quá mọi người ơi. Đồ ăn ở đây rất là tươi. Giống như mực vậy thì sò điệp rất là giòn. Rất là ngon. Hôm nay thật sự rất là mãn nguyện nha. Và tập này, trời ơi, tập này thiếu đi hai người chị em đồng đội cũng khá là buồn. Chứ không là có tim nón lá đây thì sẽ vui hơn nữa. We say we were good together. Xem Road to Miss Universe 2020 được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube Miss Universe Việt Nam và 12 giờ chủ nhật hàng tuần trên ứng dụng VOOV.